Rồi thì hôm nay nhà Rinfa sẽ hướng dẫn cho các chị em nhà mình cái cách sử dụng viên uống trắng da Damian làm sao để nó đạt hiệu quả cao và không có bị lãng phí tiền bạc nhé. Thì đầu tiên thì các chị em nhà mình phải đảm bảo được là mình phải mua được cái hàng chính hãng cái đã. Đấy, có đầy đủ tem mác cũng như là mình sẽ phải kiểm tra trước khi mà mình nhận hàng nhé. Còn cái cách phân biệt thật giả cái viên uống Damian như thế nào thì nhà Rinfa đã có một cái video rồi. Thì chị em hãy xem lại cái video đấy để mình biết cách kiểm tra nhé. Cái thứ hai là về cái cách thức sử dụng á, thì khi mà lấy hàng về đấy thì chị em mình hãy đọc qua một cái hướng dẫn sử dụng ở trên hộp một cái đã để mình biết được là cái liều lượng và cái cách sử dụng như thế nào để cho nó đúng nhá. Và cái thời gian mà thích hợp nhất để mà chúng ta uống cái sản phẩm Damian này mang lại hiệu quả cao đấy chính là vào buổi sáng hoặc là buổi tối sau khi ăn nhá. Và lưu ý là chị em hãy uống đủ nước để cái cơ thể của mình hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Và chúng ta nên sử dụng kiểu như là cái sản phẩm này một cách đều đặn đấy, và để mà mang lại cái hiệu quả mà có thể nhận thấy được ấy thì nó sẽ dao động khoảng từ 4 đến 8 tuần. Còn tốt nhất nhá, một cái liệu trình sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng thì chị em nhà mình sẽ cảm nhận cái kết quả nó tốt hơn. Ngoài ra nhá, thì khi mà sử dụng viên uống này thì chị em cũng nên kết hợp với những cái biện pháp khác chăm sóc da bên ngoài để đạt hiệu quả tối ưu. Ví dụ như là khi mà chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta nên sử dụng kem chống nắng để hạn chế những cái tác hại của ánh nắng mặt trời này, rồi chúng ta vệ sinh hoặc là làm sạch da, hoặc là sử dụng những cái loại kem dưỡng da nữa thì nó sẽ hỗ trợ từ trong ra ngoài, giúp cho cái làn da của mình nó sẽ cải thiện và nó sẽ trắng sáng lên nhanh hơn. Đấy, còn cái liều lượng uống như thế nào thì ở trên hộp người ta cũng đã ghi rất là rõ rồi, là một ngày chị em hãy uống là 3 lần nhé. Nếu mà mới uống thì chúng ta sẽ uống là 2 lần một ngày, sau đấy thì khoảng là một tuần sau thì chúng ta sẽ tăng lên 3 viên một ngày theo đúng những cái hướng dẫn ở trên hộp đấy, thì để nó mang lại hiệu quả cao. Và tốt nhất là chị em nên duy trì liên tục từ 3 đến 6 tháng nhé. Nếu như mà chị em nào còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này ấy, thì mọi người cứ để lại comment ở phía dưới của video này. Nhà Rinfa sẽ hướng dẫn và giải đáp cho chị em nhé. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.